Xin chào tất cả mọi người. Bây giờ mình sẽ hướng dẫn cách giải chi tiết từng bước một cho câu này như sau. Chúng ta có f phẩy bằng 0. Thì chúng ta dựa vào đồ thị của f phẩy x thì chúng ta biết rằng để cho cái cục f phẩy này bằng 0 thì 3 trừ 2 fx chính là cái cục này nè. Bắt buộc phải bằng các số là trừ 3, số 0 và số 5. Tại vì sao? Khi cái cục này nè, nó biến đổi thành số trừ 3, f phẩy trừ 3 chúng ta sẽ có số 0 ở đây, f phẩy 0 và f phẩy 5. Cho nên chúng ta sẽ có 3 phương trình. Như vậy, trong trường hợp này, chúng ta sẽ đẩy cái cục trừ 2fx sang bên phải, trừ 3 sang bên trái, chia 2 vế cho số 2. Như vậy, chúng ta sẽ có được fx là số 3. Tiếp tục, cục này, fx chúng ta sẽ tính ra được ở đây. Đó chính là 3 chia cho 2. Và cục cuối cùng đó chính là trừ 1. Bây giờ chúng ta sẽ kẻ các đường fx bằng 3, 3 chia 2 và trừ 1. Đối với số 3 thì nó nằm ở đây. Nó phải nằm phía trên số 2 nha. Tiếp tục 3 chia 2 là 1.5 thì nó sẽ nằm ở đây. Trừ 1 thì nó sẽ nằm ở đây. Và bây giờ ngồi đếm tất cả các giao điểm ở đây thì chúng ta có nè 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Như vậy chúng ta có 10 giao điểm tương đương với lại 10 nghiệm thực. Như vậy là câu A. Cảm ơn mọi người đã xem video của mình.